Đây là bộ sưu tập khoảng 300 cây đèn dầu của bác sĩ Trần Văn Huy ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tất cả những cây đèn dầu này được bác sĩ kỳ công sưu tầm suốt 20 năm qua. Bộ sưu tập đèn độc đáo gồm nhiều kiểu dáng với chất liệu từ thủy tinh, pha lê đến đồng, gốm, sứ, được chủ nhân tìm kiếm trong nước lẫn đưa về từ nhiều nơi trên thế giới. Trong số 300 cây đèn dầu bác sĩ Huy đang sở hữu, có khoảng một nửa là đèn dầu cổ có niên đại trên 100 năm. Trong bộ sưu tập đèn dầu của bác sĩ Huy, những cây đèn hột vịt vẫn luôn đem lại cho ông những cảm xúc khó tả nhất. Đó là những cây đèn đã gắn bó với tuổi ấu thơ của bác sĩ Huy khi mà ánh sáng đèn điện còn chưa phổ biến. Với ông, đèn hột vịt mang lại sự gần gũi, ấm áp và gợi nhớ ký ức của một thời gian khó. Cũng từ ánh sáng của đèn hột vịt đã đưa ông có những thành công của cuộc sống hôm nay. Phân từ một cái vùng ven đô của thành phố ấy, nơi mà không có lớn lên, không có ánh đèn điện. Suốt cuộc đời tôi học tập từ lúc tuổi ấu thơ cho đến khi bước khi vào đại học đầu tối ưu thì tôi sống bên ngọn đèn dầu leo lét và những ngọn đèn hột vịt như thế này. Và chính vì vậy tôi có một niềm đam mê muốn sưu tập lại những cái ngọn lửa, những ngọn đèn dầu đã đem lên cho tôi ánh sáng cuộc đời. Và khi đến lập gia đình thì tôi lại bắt gặp được một cái đèn ở trong nhà, đèn Aladdin. Và từ đó tôi bắt đầu sưu tập. Đến nay cũng khoảng gần 20 năm. Và bộ sưu tập của tôi hiện nay có khoảng 300 hiện vật với những cái đèn của Việt Nam, các đèn của các nước trên thế giới. Cuộc sống càng hiện đại, người ta càng dễ lãng quên những đồ vật đã thuộc về quá khứ. Hiện nay, đèn dầu không còn được nhiều người nhớ tới. Nhưng với bác sĩ Huy, những cây đèn vẫn mang những giá trị đặc biệt trong cuộc sống thường ngày của ông. Và mỗi đèn, ngọn đèn, mỗi cây đèn đều có một cái sức sống, một nét văn hóa, nét thẩm mỹ. Ngoài cái chức năng là đem ánh sáng, nó còn có chức năng nghệ thuật, thẩm mỹ và cuộc sống về văn hóa của một cái dân tộc, của một đất nước, của một con người gắn liền với cái ngọn đèn đi lên trong cuộc sống. Bộ sưu tập đèn dầu độc đáo của bác sĩ Huy ngày càng được nhiều người biết đến. Cùng với việc tiếp tục sưu tầm thêm những cây đèn dầu quý hiếm, ông cũng đưa những cây đèn dầu của mình tham gia một số triển lãm đồ cổ để giới thiệu với công chúng về những nét đẹp, những giá trị của đồ vật mà tưởng như đã thuộc về thời xa vắng. Với bác sĩ Huy, ánh lửa trên mỗi cây đèn dầu sẽ không bao giờ tắt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.